Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với những video mới nhất trên kênh Thảo Mới Linh Tem, cuộc sống ở vùng cao. Trong buổi sáng hôm nay thì Lử đang có mặt tại ngôi nhà của anh Bó Sáu Con ở Hà Đề. Hôm nay Lử tiếp tục quay trở lại đây để ghi hình cho tất cả các bác, quý cô bác, quý nhà hảo tâm biết về cái tiến độ làm nhà của nhà anh Bó Sáu Con. Hiện giờ thì trước mặt các bác này, hiện giờ anh em ở Hấu Chua đấy đang xây chỗ nhà của anh Bó Sáu Con, đang lên gạch, chuẩn bị lên viên thứ ba rồi nha các bác nhá. Đó, ở phía gạch ở bên góc bên này thì anh em đội chở vật liệu thì cũng đang chở và tập kết ở khu vực ở đây. Hiện tại thì vẫn chưa chở hết được các bác, tại do là một phần là ở đây thì họ cũng số lượng chở nó cũng không đông các bác. Tuy nhiên là rằng là anh em đấy cũng không vội, tại vì là bây giờ cũng vừa chở vừa làm thì miễn sao là vừa đủ để cho anh em đội thợ đây người ta có đủ gạch để người ta lên là được rồi. Đó, thì hiện giờ thì chắc là đến ngày mai thì mới có thể mà chở hết được gạch đấy các bác. Còn đây là cái tuyến đường đi vào trong nhà của anh Bó đây. Sắp tới thì sau khi mà làm nhà xong á thì nhà anh Bó và mọi người sẽ bắt đầu là nghiền bột đá cũng như là để mà đổ cái tuyến đường là đi vào trong nhà của anh Bó, và là sẽ đi vào trong nhà của anh Lùng cũng như là nhà anh Nô ở hai bên góc cuối cùng xa nhất ở phía bên kia. Ngày hôm nay thì chỗ của nhà anh Sử và anh Nô, anh Sử ở phía bên dưới bên kia thì mọi người cũng đang bắt đầu là đập đá, khoan đá ở phía dưới rồi các bác ạ. Một lát nữa thì Lử cũng sẽ đi xuống bên kia để ghi hình cho tất cả các quý cô bác, mọi người biết về xem cái tiến độ đập đá ở phía bên dưới đấy. Để đập trước để mấy nữa là sẽ bắt đầu nghiền bột đá luôn các bác. Sắt đây hôm qua đây, sắt hôm qua thì mọi người cũng kéo lên hết đây và xi măng. Đó, chỗ này thì em Tính và em gái kia là đang để đây một lát nữa thì sau khi mà để vào thì mới bắt đầu mang vào trong nhà. Đó, đây Lử đang có mặt nhà của anh Bó đây. Đấy, chào mấy anh em nhá, anh Sa nhá. Hôm nay mấy giờ anh em từ Hấu Chua sang rồi? 6:30 sang à? Anh vừa là đi đâu rồi anh Sa? Đang đi lấy máy cắt à? Đến đây tận Hấu Chua á? Ui dồi, thế đi là cũng phải rơi vào khoảng 30 phút đấy nhỉ? Đấy, hôm nay là có mấy người đây? Có 6 người anh. 6 người đây. Anh vừa nữa là 6 người. Anh vừa là 7 người. 7 người à? Ui thế thì tốc độ làm nhà nhanh đấy. Tốc độ làm nhanh đấy các bác. Tại vì cứ có một số bác nói rằng là làm ngôi nhà của em của anh Bó là hơi hẹp. Thì thực sự là để mà làm nhà thì bà con ai cũng muốn để làm to làm rộng các bác. Cũng do là cái phần diện tích, cái phần nhà ở đây nó cũng chỉ được bằng thế thôi, nên là gia đình cũng muốn làm to cũng không được các bác ạ. Nên là cũng mong là các bác sẽ thông cảm cho gia đình, tại vì gia đình cũng phải phá những cái tảng đá phía bên này. Bên này thì không thể phá được nữa rồi, vì sau này gia đình bên chỗ nhà anh Bó và mọi người sẽ phải làm cái tuyến đường này đi sang góc bên này, sang nhà của anh Nô cũng như là nhà của anh Lùng. Nói chung là bây giờ tay nghề của anh Sà và mấy anh em Hấu Chua bây giờ dựa lên một cái tầm cao mới rồi, nên mảnh lên vữa rất là đẹp luôn. Đấy, trước anh Sà chỉ là phụ thôi, nhưng bây giờ lên tận chính rồi. Này làm được chút thôi. Đúng rồi, tôi cứ làm từ từ, bây giờ em thấy anh làm đẹp mà, bây giờ làm quá đẹp luôn. Cái này không dùng máy trộn nữa à anh Bó? Không dùng máy trộn nữa à? Kiểu không cần dùng nhiều ấy đúng không? Anh Bó là con rể của bác Trơ nhá. Bác Trơ trong thời gian này thì bác cũng đang ở nhà thôi, lâu lắm cũng không lên Hấu Chua các bác. Để hôm nào thì mình tiếp tục lên trên Hấu Chua để quay cho các bác về những hộ gia đình ở trên đó, cũng như là bác Trơ và cái cuộc sống của bác ở trên đó.
trong thời gian đây thì bác cũng khá là bận, cũng là đi kiếm ong để mà có thêm một chút thu nhập. Trước ngày vào bác cũng có đi kiếm rúi đấy các bác. Một ngày bác cũng kiếm được một chút gọi là lương thực về để nấu ăn. Dê của nhà anh Phó là vợ mang đi thả rồi à? Đi cho nó về hả? Các con đi học hết rồi à? Đây góc bên này là vừa nãy là anh Phó cũng bắt đầu là sàn đây các bác. Sao lại dùng cái này để sàn thôi? Cứ sợ hỏng à? Mà chị ở chính thấy là lỉ à? Lỉ gì đó á? Đây dùng cả cái máy nghiền bột nghiền. Máy này nghiền ngô đây này các bác. Tại vì là phải dùng phải nghiền này cùng với lại xi măng thì nó sẽ làm một cái vạch cánh mạch vứa nó sẽ mịn và nó cảm giác là nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ bám hơn đấy. Đấy trên kia là em tính là đang quay xe, đang chở xi măng với chở gạch ấy. Anh xà là sợ lạnh thôi đúng không? Nóng không sợ. Bây giờ các bác cũng biết là trên vùng cao là thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần rồi. Tranh thủ sẽ làm những ngôi nhà của bà con ở đây nhanh nhất có thể để mà có sẽ chuẩn bị đón một cái Tết nó được đầm ấm hơn so với mọi năm đó. Cũng giống như hấu chua. Hấu chua thì năm ngoái thì cũng như nhà của A Lử năm con đó. Đến gần giáp Tết thì vẫn đang làm đấy các bác. Khi đó thì tận gần còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết rồi. Nhưng mà lúc đó nhà A Lử mới bắt đầu làm nhà mới đấy các bác. Khi đó thì cứ nghĩ là sẽ không kịp, nhà A Lử sẽ không có nhà mới để ăn. Nhưng mà cũng may là hai vợ chồng cũng rất là chịu khó, làm không ngừng nghỉ luôn các bác. Đến ngày hôm 28 Tết thì cũng đã bắt đầu là vào nhà mới rồi đó. Chỉ mong là tất cả bà con đây, mọi người ai cũng sẽ cố gắng như vậy để các nhà hảo tâm sẽ yên tâm cũng như là trao gửi những cái món quà này đến nơi đúng chỗ các bác. Mọi người sẽ mát lòng hơn đấy. Ở đây là anh em ăn cơm ở đây à hay là ăn được từ nhà đi rồi? Ăn gần đây đúng không? Đấy, anh hạ xi măng vào để cất trong này đi, xong che vào. Cho che chắn lại không bị chết xi măng. Cái nhà của anh Phó này dự kiến làm trong bao lâu là sẽ làm xong hả anh Sà? Nhà này làm khoảng bao lâu để sẽ làm xong? Chắc là một tuần. Một tuần hả? À dạ.
hết đường ấy. Anh em tốc độ làm nhanh đấy các bác. Anh xả bỏ một tuần thôi. Tại vì là bây giờ những cái công đoạn mà chờ nó hơi lâu, nhất là những cái lúc mà mình đổ dầm á, đổ dầm đổ cột thì mình phải đợi nó khô nên là nó mất thời gian một chút thôi. Còn thì lúc lên gạch này thì anh em sẽ lên rất là nhanh luôn. Đây như nhà anh bó đây rồi, không có lối để đi luôn anh các bác. Mới nữa là anh sẽ phải phá cái đoạn đá bên kia để mở một cái đoạn đường để đằng sau đây mới có thể đi được. Qua là anh Phó cũng mời nhờ bà con ở trong thôn này ra để giúp đập những cái đá nhỏ đây các bác, để bên nữa là sẽ đổ cái nền đây. Mọi người đang chuẩn bị đây để làm cái cột. Đây là bố vợ của anh Sà. Trước thì gia đình anh Sà làm nhà đó, thì bố vợ cũng sang để giúp đấy. Úi xổ ôi. Tự nhiên lái xe này đất bay tung tóe hết đấy.
Còn bao nhiêu bao nữa em? Sắp hết chưa? Chưa hết à? Ui dồi ôi. À một nửa thế à? Cẩn thận đổ ở chân nhá. Hôm nay một mình em sang chở thế à? Một mình thế à? Chở cả xi măng cả gạch luôn các bác. Lấy sang chở giúp anh Pó nhá. Thế em là cháu của anh Pó à? Cháu gái à? À. Nhiệt tình quá các bác ạ. Em tên là gì đấy? Tên là Mai. Tên là Mai à? Chưa lấy chồng đâu đúng không? Chưa. À. Bác xem khỏe lắm. Bác nào mà muốn lấy vợ vùng cao đó thì các bác cũng biết là trên này thì hầu như là các em gái trên này người ta rất là chịu khó cũng như là rất là nghe lời luôn các bác. Bác nào mà không muốn lấy vợ vùng cao thì có thể mà lên trên vùng cao ở đây để lấy vợ cũng được đấy. Tại vì cuộc sống của các em ở trên này cũng khá là khó khăn đó. Nếu như mà có bác nào ở gì đó yêu thương thật lòng các em thì có thể lên đây để mà, hoặc là đến em Mai đây có thể nhờ cháu Lử làm mối cũng được, có thể là xin số điện thoại hay là xin Facebook gì đó. Hiện giờ là em tiếp tục là đi chở gạch với lại xi măng đấy. Bình thường mà để mà một người bình thường mà lái xe qua những cái tuyến đường rất là nhỏ đây thì cũng đã là một vấn đề rồi. Còn đây là em chở cả xi măng, chở cả gạch nữa. Rất là phi thường luôn. Đó, để tí nữa là sẽ lấy xi măng thả đây xuống để cất vào trong này các bác. Đang đo đây, cân đo đong đếm. Hiện giờ bên này thì anh thợ này đang ngăn cái phần buồng nhá các bác. Có cái thiết kế của cái mẫu nhà này thì giống như cái ngôi nhà của anh nô bốn con. Đô bốn con mà vợ bỏ đi theo nhân tình làm thuê Hải Phòng ấy các bác. Đó, thì hai cái buồng ngủ sẽ ở bên phía góc bên phải bên này. Đó, còn bên này thì góc ở phía bên này thì có thể là sẽ làm cái phòng khách ở bên này các bác. Đó. Sẽ làm theo cái mẫu nhà như nhà của anh Nô như vậy. Hiện giờ các bác có thể đang nghe thấy tiếng máy đục đá ở chỗ nhà anh Sử đây các bác. Ở trong thung lũng này thì nghe rất là rõ luôn. Cái cao rồi đó, cái cao rồi, cái cao rồi, cắt đấy là cắt gì?
Nó đi chơi tốn rồi. Đây là chỉ nó khóc trong đấy. Không có lên mùa. Đây. Hiện giờ anh Vử đã bản lĩnh mới cắt từ hấu chua sang đây. Chào anh Vử nhá. Đi sang tận hấu chua à? Ồ. Đây không có máy đúng không? Từ đây đi sang hấu chua là cũng mất gần nửa tiếng ấy, các bác. Thì hấu chua thì cũng ở ngay chỗ đoạn đằng sau này thôi, nhưng mà phải đi theo đường vòng qua bên điểm trường Á Đề kia, các bạn đi sang Tiểu Cô Si để sang, nên là nó cũng khá là xa. Cháu tao học sao xíu gì cho tông muộn gì ở này. Thế nên tông đông gì thế này. Giờ cây đỏ nè. Cây cây rồi nè. Cây xíu rồi tông. À, giờ chậu nó cho cháu tông. Xíu khó số rồi. Giờ lúc này tí, lúc này thổ số hao thì thổ số. Thổ số thì tàu, thổ số thì tàu. Nó giờ hầm khăn hòm mềm, nó giờ cho khăn hòm mềm mình tiêu phí cho hao được. Đó, có một xíu phá hẳn, nó phí bảo cháu sáng hẳn mùa xí. Hầm khăn trả sao cho khôi trả, sao cho khôi trả. Mình tiêu phí cho hao được. Đúng rồi, tôi sợ đại sợ. Hao hao cho khôi trả mà sao cho khôi trả, giờ hao được. Thì khôi cái chỉ có còn hơi chảy dãi dặn. Trong này là anh vừa cũng vừa đi lấy máy cắt về, bây giờ chuẩn bị để cắt sắt đây các bác.
Thì tôi anh vừa với mọi người làm nhá. Em còn đi về để đi xem mấy anh em ở trong nhà đang xem mấy anh em làm công trình ở chỗ nhà em nữa, đang xây nhà tắm với nhà vệ sinh ấy. Nhá. Vâng, thế mà anh cứ làm đi nhá. Mai em lại vào. Vâng. Em về đây anh Phố ơi. Thôi em còn về nhà đi xem anh em làm nhà tắm ở nhà như nào nữa. Thôi nhá. Ừ. Ủa một chai nó cổ lên dấu hai đỉnh dấu nhà tắm nhà vệ sinh không chai một chiếu là ô lên chà. Ừ, ô lên cháu mà tôi nhá. Ừ, cho anh Phố nhá. Ờ. Thôi, về nhà ăn xong em bây giờ đang vội cũng đang về nhà để xem họ làm như nào đó. Tại vì hôm nay thì nhà cháu Lửa cũng đang gọi anh em ở trong thợ cũng sang để giúp cháu Lửa làm cái đào bể phốt, làm cái nhà tắm, nhà vệ sinh các bác. Thì ngày trước thì cũng được cháu Lửa cũng được bác Tâm Từ cũng gửi một cái khoản tiền về để cháu là nhà vệ sinh các bác. Thì đợt đó thì cháu Lửa cũng về sau cháu Lửa cũng đang ốm nên là cũng chưa đi làm được. Đợt này cháu cũng khỏe rồi nên là cũng là muốn là làm luôn cả cái nhà tắm đó. Để mùa đông rồi mà các bác, trên này rất là lạnh nên là cũng làm cái bình đóng lạnh cho các con nhỏ trong nhà được tắm rửa các bác. Và video trong ngày hôm nay ở chỗ nhà của anh có 6 con rồi cháu Lửa trên kênh Thảo Linh Tem cũng xin kết thúc tại đây thôi. Mai thì cháu Lửa tiếp tục quay trở lại nhà của mấy anh em đó. Và các bác thấy video hay và thiết thực thì mong các bác hãy tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Thảo Mình Linh Tem nhá. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các quý nhà hảo tâm, đặc biệt là cô chú Hạnh Phấn ở bên Úc đã tài trợ ngôi nhà của anh Pó là trị giá là 70 triệu đồng để gia đình anh ngày hôm nay thì cũng bắt đầu là cũng đang lên gạch rồi. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với lại kênh để có được thành quả ngày hôm nay thì cũng không thể mà không nhắc đến nữa. Cũng xin được cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo nhé. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhé. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhé. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tam thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn 3 chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhé. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn 3 chỉ nhé, gác bếp nhé. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhé các bác nhé. Lạp sườn này cực kỳ ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhé các bác nhé. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhé các bác. Đó. Mà này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nha các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác, lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Ngoài ra thì Linh có thêm những mặt hàng như là thuốc mát gan. Thuốc này thì có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt, viên gan B, viên gan C của bác lương y Ma Thị Thúy ở khu vực Tương Quang. Và có thêm cả thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày này thì các bác biết là thuốc ai mà mắc những triệu chứng về dạ dày hay là táo bón, trào ngược dạ dày, hội chứng kích thích ruột đấy, thì các bác có thể là mua những thang thuốc này của lương y Ma Thị Thúy thì cũng đã chữa được rất là nhiều những người
bệnh gặp những tình trạng về dạ dày hay là những người ảnh hưởng về gan, thì cái thuốc mát gan này các bác có thể về sắc, có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Những bác nào mắc triệu chứng viêm gan B, viêm gan C thì có thể mua thử những thang này về uống, thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Cứ ba thang này, ba gói này là một thang nhé các bác nhé, ba gói là một thang. Đó, các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để có thể đặt hàng. Còn cái thuốc dạ dày này cũng là ba gói một thang. Đó. Ngoài ra thì Linh có thêm cả chẩm chéo nhé các bác nhé. Các bác nào muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ đặt hàng của Mỹ Linh đây, chẩm chéo ướt đây, cực kỳ là ngon. Ăn chấm thịt luộc hay là những gia vị các bác muốn là pha để chấm hay là thịt nướng đều rất là thơm nhé các bác nhé. Mọi người có thể mua chẩm chéo để liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại 0387761631, số điện thoại là 0387761631. Ở đây là những đơn thuốc mà đã được các bác đặt rồi, một lúc nữa Linh sẽ gửi đi. Đó, thuốc dạ dày, thuốc mát gan, những bác nào có triệu chứng viêm gan B, viêm C hay là uống rượu nhiều, muốn là thải độc gan và ngủ không tốt ấy, thì có thể uống cái thuốc này. Các bác đun lên và uống thay như cái nước hàng ngày của mình. Đó, còn cái dạ dày nữa. Đó, đây là các bác uống trong vòng 15 ngày nhá. Đặc biệt là kiêng rượu bia và đồ ăn nóng nhá.